không đảm bảo, không phải nghĩ theo. Bởi vì không bao giờ cảnh sát giao thông mà lại đứng ở đây cả, toàn đứng dưới kia kìa. Chắc chắn là bám cần gạt hay là nhảy lên đó. Đó, thành ra là đến đây mới té này. Cái cảnh sát giao thông không bao giờ mà đứng ở đấy, lúc nào cũng đứng ở dưới góc kia. Xe mới chạy lên, xe cũng không bán. Xe nào? Xe giao thông. Thì đây xe giao thông của phòng giao thông tỉnh này.